Hello, xin chào các em học sinh lớp 8 trường Trường An. Today we learn unit 4 our past. Hôm nay chúng ta học bài số 4, chuyện quá khứ của chúng ta. Lesson 1, listen and read, page 38 and 39. Phần đầu tiên của bài số 4 đó là phần listen và read. Trang 38 và 39, open your book please. Các bạn hãy mở sách giáo khoa chúng ta cùng học nhé. Nào, trước khi vào bài mới của ngày hôm nay, chúng ta hãy quan sát các bức tranh sau đây. Và các bạn hãy nhìn vào trong tranh thì các bạn thấy những hình ảnh này có quen thuộc ở Việt Nam mình không nè? Đúng rồi, đó là những cái hoạt động thường ngày của các bác nông dân của chúng ta. Họ thường bắt đầu công việc rất sớm và họ làm việc rất vất vả bằng tay, chân. Kèm theo đó có con trâu hỗ trợ cho các bác nông dân. Ngoài ra, các em nhỏ cũng phụ giúp ba mẹ mình trong thời gian rảnh rỗi như là đi trăn trâu. Ngoài cái việc trăn trâu ra, các bạn có thời gian rảnh rỗi có thể chơi diều hoặc các trò chơi dân gian khác. Và các bạn cũng quan sát thấy là phương tiện đi lại của các bác nông dân là đi bằng xuồng ghe nhỏ hoặc là đi bộ. Chúng ta hãy tìm hiểu xem các hoạt động ngày xưa của những người nông dân hoặc là người dân Việt Nam mình nó như thế nào. Chúng ta hãy vào bài mới của phần hôm nay nhé. Nào, trong phần listen and read chúng ta có cái phần bài đàm thoại. Bài đàm thoại đó là giữa ai bạn? Grandma và bạn gì đây? Bé Nga. Hai bà cháu đang nói chuyện với nhau. Các bạn hãy mở sách ra, nhìn vào trong sách và các bạn nghe bài đàm thoại và đọc nhé. Nào, các bạn Unit sẵn sàng chưa? Four, our past. Listen and read. This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl. What was life like then? I didn't go to school because I had to stay home and help my mom. I used to look after my younger brothers and sisters. What did great-grandma do? She used to cook the meals, clean the house, and wash the clothes. That sounds like hard work. It was, and there wasn't any electricity. Mom had to do everything without the help of modern equipment. What did you do in the evenings? After dinner, Mom lit the lamp and Dad used to tell us stories. Do you remember any of them? Oh, yes. The best one was The Lost Shoe. It's an old folk tale. Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great. All right. Once a poor farmer. Rồi, các bạn đã nghe được câu chuyện đàm thoại giữa bạn Nga và bà của mình. Để hiểu bài rõ hơn, các bạn hãy tìm hiểu từ mới để rồi chúng ta biết được câu chuyện của hai bà cháu như thế nào nha. Nào, chúng ta hãy tìm hiểu các từ mới đã xuất hiện trong bài nào. Like, nó là như là, giống như là, preposition, nó là giới từ. Trong bài này nó là giới từ thông thường các bạn học, nó là động từ, có nghĩa là thích, yêu thích. Nhưng trong bài nó là giới từ bạn nha. Ví dụ trong bài có nè. What was life like then? Cuộc sống vào thời điểm đó nó như thế nào? Hoặc là có một câu thế này. That sounds like hard work. Nghe có vẻ công việc khó khăn mà vất vả nhỉ. Như vậy, like trong trường hợp này nó là giới từ, các bạn lưu ý. Từ tiếp theo đó là gì? Look after là chăm sóc, chăm nom. Tương tự với look after, chúng ta có take care hoặc là care for. Các em lưu ý sao lúc mà có giới từ thì nó mang cái nghĩa khác so với nếu nó đứng một mình. Một mình nó có nghĩa là trông có vẻ. Như vậy mình tìm hiểu thêm nào. Look at có nghĩa là nhìn vào. Hoặc là look for, tìm kiếm. Look up, tra cứu, tra từ trong từ điển. Như vậy bạn lưu ý, đối với động từ look chúng ta thêm các giới từ vào thì nó có những cái nghĩa khác nhau. Rồi, từ tiếp theo.
Electrify có nghĩa là mang điện, tạo ra điện, thì gốc này là verb, vậy danh từ của nó là gì? Electricity, điện. Electrician là thợ điện. Electrical thuộc về điện. Electric có nghĩa là có điện, có chứa điện. Trạng từ là electrically. Without, trong bài nó có từ without, nghĩa là không có gì, chức năng nó là một giới từ. Và từ tiếp theo, equip là trang bị. Equipment, nó là danh từ là trang thiết bị. Nếu như equip các bạn thêm ed vào, chức năng nó như là một tính từ, gọi là được trang bị hay là đã trang bị. Và nhớ khi thêm ed vào phải double p nó lên nhé. Modernize là hiện đại hóa, động từ, danh từ của nó là modernization. Tính từ là modern, hiện đại, và trạng từ của nó các bạn thêm ly vào. Light, quá khứ của nó là lit, lit có nghĩa là thắp sáng, nếu nó là verb. Nhưng nếu nó là danh từ thì nó có nghĩa là ánh sáng hoặc là đèn, ánh sáng đèn điện hoặc là đèn. Nhưng mà nếu nó là tính từ thì nó mang cái nghĩa là nhẹ, nhẹ nhàng. Folktale có nghĩa là chuyện dân gian, tale là câu chuyện. Story, traditional story có nghĩa là câu chuyện truyền thống. Tradition là danh từ, tính từ là traditional, trạng từ là traditionally. Once, nếu là trạng từ thì nó có nghĩa là ngày xưa, hay là một lần, hay là lập tức, hay một lần nào đó. Ray grandmother hay là Ray grandfather có nghĩa là bà cố hoặc là ông cố. Vậy các bạn hãy đọc lại theo cô những từ sau đây. Like, look after, look at, look for, look up, electrify, electricity, electrical, without, equip, equipment, equipped, modernize, modernization, modern, modernly, light, lit, lit, photo, traditional story, tradition, traditional, traditionally, once, Ray grandmother, Ray grandfather. Các bạn về nhà đọc lại và nhớ học thuộc từ nhé. Nào, các bạn hãy viết vào trong tập đầy đủ nha. Nào, sau khi các em đã biết được từ mới rồi, các bạn sẽ hiểu được câu chuyện nó như thế nào. Bà nói, đây là bà nè Nga. Bà từng sống ở vùng quê khi bà còn là bé gái. Nga lại nói, ồ, cuộc sống thời điểm đó như thế nào? Bà nói thế này, bà không có đi học bởi vì bà phải ở nhà và giúp mẹ của bà. Bà từng chăm sóc những đứa em trai và em gái của bà. Rồi Nga lại hỏi, vậy bà cố làm gì? Bà nói, bà cố thì phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Nga nói, ồ, nghe công việc có vẻ vất vả quá. Bà trả lời, đúng rồi. Và there wasn't any electricity, và lúc đó không có điện. Mẹ của bà phải làm mọi thứ mà không có sự trợ giúp nào của các thiết bị hiện đại. What did you do in the evening? Vậy bà đã làm gì vào các buổi tối? After dinner, sau bữa ăn tối, mẹ của bà thắp đèn lên và ba của bà đã từng kể chuyện cho bọn mọi người trong nhà nghe. Bà có nhớ câu chuyện nào không? Oh yeah, có. The best one were the lost shoe. Câu chuyện hay nhất đó là chiếc giày bị mất. It's an old forte. Đó là một câu chuyện rất là hay, cổ chuyện cũ xưa, rất hay. Please tell me the tale, Grandma. Vậy bà kể cho con nghe đi. Traditional stories are great. Những câu chuyện ngày xưa lúc nào cũng hay. All right, được rồi.
Once a poor farmer. Ngày xưa có một bác nông dân nghèo. Vậy, các bạn đã hiểu được nội dung bài câu chuyện rồi nhé. Phần tiếp theo trong bài đó là yêu cầu các em hãy luyện tập bài đàm thoại này. Thì các em có thể tự đọc và nghe lại để mình có kỹ năng nghe tốt hơn. Phần bài tập thứ hai là các em hãy trả lời các câu hỏi. Và hiển nhiên chúng ta cũng sẽ phải tự trả lời một mình ha. Rồi, các câu hỏi gồm có là gì nào? A B C D E. Như vậy các bạn hãy dựa vào các câu hỏi này, chúng ta đọc lại các câu chuyện ở trên, rồi sau đó chúng ta mới trả lời được. Thế A là gì nào? Where did Nga's grandmother used to live? Bà của Nga đã từng sống ở đâu? Chúng ta lục lại trí nhớ mình vừa nghe câu chuyện. Đó là gì bạn? Kiểm tra lại đáp án của mình nào. She used to live on a farm. Bà ấy đã từng sống ở vùng quê. B. Why didn't she go to school? Tại sao bà không có đi học? Mình sẽ trả lời sao đây? She didn't go to school because she had to stay home and help her mother. Bà không có đi học bởi vì bà phải ở nhà và giúp mẹ của bà. C. What did Nga's great grandmother used to do? Bà cố của Nga đã làm gì? Đã từng làm gì? Chúng ta xem nào. She used to cook meal. Clean the house and wash the clothes. Bà cố của Nga đã từng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. D. What did Nga's great grandmother and great grandfather do after dinner? Bà cố, ông cố của Nga đã làm gì sau buổi ăn tối? Chúng ta cùng trả lời nha. Her great grandmother lived the lamb and her great grandfather used to tell them story. Bà cố của Nga thắp đèn lên và ông cố đã từng kể chuyện cho bọn họ nghe sau buổi ăn tối. Và câu hỏi cuối cùng là gì? What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation? Nga đã yêu cầu bà của mình làm gì vào khúc cuối của bài hội thoại? Nga asked her to tell her the tale, the lawsuit. Nga yêu cầu bà kể cho cô ấy nghe câu chuyện chiếc giày bị mất. Vậy các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình và viết câu trả lời này vào trong tập của mình đầy đủ nha. Nào, bài tập thứ 3, các bạn hãy cho biết nó là fact or opinion. Check the boxes. Các bạn hãy quyết định xem. Ở cột F nó có nghĩa là fact, sự thật. O nó có nghĩa là opinion, có nghĩa là ý kiến. Các bạn đánh dấu tick vào các cột đó. Nhìn vào các câu người ta gợi ý cho mình như sau. A, B, C, D, E, F. Vậy các bạn hãy đọc lại trong câu chuyện và tìm xem cái nào là fact và cái nào là opinion. Nào, các bạn hãy làm nha. Time's up. Rồi, thời gian kết thúc. Chúng ta hãy xem nào. A. I used to live on a farm. Tôi từng sống ở vùng quê. Trong bài có không nào? Fact. Do bà nói như vậy. Đó là sự thật nha. There wasn't any electricity. Không có điện, hồi xưa không có điện. Bà cũng nói như vậy nó là fact. Mom had to do everything without the help of the modern equipment. Mẹ phải làm mọi thứ không có sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại. Đó là do bà nói với Nga, như vậy cũng là sự thật. D. My father used to tell a story. Ba của bà đã từng kể chuyện cho bọn bà nghe. Như vậy, cái này bà của Nga cũng nói. Như vậy, nó là fact. Thế còn E.
The best ones were the lawsuit. Cái hay nhất, tuyệt vời nhất đó là chuyện chiếc giày bị mất. Như vậy nó là gì? Opinion. Đúng rồi, đó là ý kiến của bà. Chứ không phải là những người khác người ta nói như vậy. Và tiếp theo, cái cuối cùng là gì? Traditional store of free. Nó cũng là ý kiến của bé Nga. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu stick vào opinion. Các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình và sửa lại nếu như có sai. Và nhớ ghi lại đáp án vào trong tập của mình nhé. Tóm lại từ đoạn văn trên, chúng ta học được cái gì nào? Phần đầu tiên, chúng ta học được jitter verb nguyên mẫu, nghĩa là đã từng hoặc là từng. Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. Ví dụ như trong bài nó có xuất hiện câu I usually on a farm when I was younger. Bà của Nga nói, bà đã từng sống ở vùng quê khi bà còn bé gái. Vậy cái cụm từ, cụm cái câu I usually on a farm, tôi bà đã từng sống, thì chúng ta cũng có một cách nói khác, đó là I don't live on a farm anymore, bà không còn sống ở vùng quê nữa. Hoặc cũng có một cách nói khác, đó là I no longer live on a farm, bà không còn sống ở vùng quê nữa. Vậy các bạn có thể biết được cách sử dụng jitter với những trường hợp khác nhau và nghĩa nó cũng không thay đổi. Tương tự ví dụ tiếp theo. He usually smoked a lot. Anh ta đã từng hút thuốc rất nhiều. Hoặc mình có thể nói He doesn't smoke a lot anymore. Anh ta không còn hút thuốc nhiều nữa. Hoặc là gì? He no longer smoked a lot. Anh ta không còn hút thuốc nhiều. Vậy từ những cái ví dụ này các bạn có thể biết được cách sử dụng của jitter rồi nhé. Trường hợp thứ hai các bạn học được đó là have to, verb nguyên mẫu, nghĩa là phải. Chúng ta cũng có thể sử dụng have to để diễn tả một nghĩa vụ mạnh mẽ hay diễn đạt mang tính cấp thiết nào đó. Khi chúng ta sử dụng have to thường có nghĩa là các nghĩa vụ trở nên cần thiết hay do quy định nào đó bắt buộc mình sẽ làm. Ví dụ như thế này. She had to clean her bathroom today. Cô ấy phải lau phòng ngủ của mình trong thời điểm ở hiện tại, thì mình sẽ dùng has to. Nếu trong trường hợp quá khứ thì sao? In past, mình có thể nói thế này. She had to look after her younger sister. Cô ấy phải chăm sóc em của cô ấy trong trường hợp ở quá khứ. Trường hợp thứ ba đó là gì? She will have to do the test tomorrow. Cô ấy sẽ phải làm bài kiểm tra vào ngày mai. Đó là trường hợp xảy ra ở tương lai. Vậy, thì have to mình có thể sử dụng ở hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Và từ đó, chúng ta có thể rút ra được công thức nó như thế nào? Subject have to. Has to ở hiện tại tùy theo chủ ngữ số ít hay số nhiều. Riêng had to cộng verb nguyên mẫu thì trong trường hợp này là hình thức ở quá khứ, các bạn lưu ý. Và câu phủ định tương tự, nếu mà phủ định thì động từ ở hiện tại tùy theo chủ ngữ số ít hay số nhiều thì chúng ta sẽ dùng subject cộng với gì? Don't hoặc doesn't cộng had to. Nếu phủ định của quá khứ thì chúng ta sẽ dùng didn't cộng have to, và hiển nhiên theo sau nó là một verb nguyên mẫu. Trong trường hợp nghi ngờ nào đó thì chúng ta có thể dùng trợ động từ ở hiện tại hoặc quá khứ tùy theo tình huống. Do hoặc did cộng chủ ngữ, have to cộng verb nguyên mẫu, cuối cùng là dấu chấm hỏi. Như vậy thông qua bài học này chúng ta biết được hai phần ngữ pháp quan trọng này. Các bạn chép vào tập đầy đủ và nhớ học kỹ cái phần bài này nhé. Nào, phần bài học hôm nay là kết thúc. Các bạn về nhà học từ mới và học cách sử dụng jitter, have to như thế nào. Viết bài vào trong tập cẩn thận và chuẩn bị cho cô bài học lần sau là phần read unit 4. Chào tạm biệt các em. Bye. Chúc các em khỏe.